lòng muốn sao có vậy đáng kinh. Khéo thay các Phật động tình vì thương sanh chúng lập nên qua này, ta đang nghĩ rồi đây phải liều sao cho xong phận điệu làm trò. Tai liền nghe tiếng sấm to trong hoa sen hiện lên phó kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ứng đỏ vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây, chớ quên những lời thầy đã dạy. Một lòng son thì giới giữ chay, xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc với lãng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca cứ đi theo đó thì là vẹn thân, nước nguồn với nước sông khác chầu. Nhưng tánh cùng một ngõ như nhau, cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp cao, thuận hành kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhiệm. Giờ phút này chưa tiện nói ra, hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời, xin ráng đợi chớ lời giả sách. Sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không, những màu ôm chắc nơi lầm gặp người chúng thủy sẽ hồng cao cho. Lời son ở nơi có kinh nghiệm, ta vừa xem vừa nghiệm tư lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu kham. Kinh tử lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua, quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nó phát ra, rằng con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh, giải rõ từ kẻ răng chân tóc. Phó kinh rồi là một diệu phương, ngày nào thuận nước thuận đường, kể cho dân chúng nước tường ơi con. Cây di đăng con còn nhiều lúc, mà chịu cho qua chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoại hư, xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng, riêng mình chịu khổ một thân. Giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ, sự khổ ấy đáng cho chịu khổ. Khổ càng nhiều đức độ càng cao, khổ nay nhưng lại vui sao cùng cấp, người nào cũng vui, mình được vui cho người vui với. Sự vui này mới gọi Phật thật vui, thế nên dù chịu dập dùi gì vẫn cứ mãi vui cười ơi con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lánh ngày bữa cho qua. Đạo màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu mai mặt, đói cũng quên đến khát cũng quên. Ban ngày chỉ những ban đêm, chữ từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết, Phật mười phương các việc hiểu rành. Làm lành thì cứ làm lành, không cần ai biết mới thành ơi con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng má khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì.
điều này con xét kỹ đi rồi thì sẽ được cụ quy mấy lấy mình. Phật nói xong giáng sinh một tiếng, rồi dáng hình tự biến ra không, đó qua cùng ngón đèn hồng đèn thì phơ phất qua trong cửa mình. Trong có vẻ huyền linh vô tận, một hoa màu trắng dạng đóa hoa, hồ sen rộng lớn bao la, nước trong riêu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hẳn nhiên, nhưng mà cặp mắt thần tiên cánh này đâu phải áo huyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mỹ đâu không, ước người cùng thấy được bóng như ta đã thấy thì lòng mới vui. Những tin rằng những người nghe đây, nếu tin ra nghe lấy lời ta, mỗi lời nói ở trong hoa, lòng son chặt giữ như là keo sơn, ai cũng được hành chân chánh đạo. Y như lời Phật bảo xưa nay, hoa kia hiện đến có ngày, thấy hoa sẽ được nhiều bài hay ho. Hoa đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm, Phật mười phương diễn kiến tánh mày. Bình chậm được gặp thuốc hay há, không mừng rỡ đưa tay rước dao, việc có thật chớ nào mơ mộng. Ráng tu hành sẽ đặng chứng minh, nên không gì cũng tại mình, việc chi khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vô cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Từ nền trong khói ung chất ngất, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lối hung tàn đủ điệu khác nhau. Nổi chìm như sóng ba đào, chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình. Tai liền nghe vang thanh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra xong. Rồi hoa sen với đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng con ơi cảnh đó là gì. Từ trong không chẳng có chi, sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren, xấu với tốt đua chén xô đầy. Giữ cùng lành qua lại không ngừng, rối loạn khó nổi biệt phân khổ sầu, chi sanh não nần chi qua. Đây tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư tất cùng, chư Phật cũng như khác gì, mọi việc của người suy giới nghị. Như khói ung hồ mỹ vô căn, chung quy như tiếng sấm vang, việc chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh mười phương, các Phật phép lành cho xem, riêng con biết ta đem người biết. Đạo búa ra khắp hết trong trần, nêu lên hai chữ quá dân, khiến cho tất cả ta gần hiền lương. Con nhìn ở bên giường cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian, đâu vui đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thao vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tâm, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm, có tham cảnh Phật nên tham cõi phàm tiên, chứ nên ham làm gì.
vạn vật vốn hữu kỳ bất diện, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang giàu chỉ là giọt nước trên tàu lá rung, nên khuyên kẻ say cuồng sự vật. Khá nhìn ngay cái xác đang mang, xác kia như đốm lửa tàn khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lắm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn, mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn là các việc cũng lòn đi theo. Có của cho nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng, lo làm những việc phước doan, sát thân khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, những nơi cõi Phật càng giàu phước thêm, ấy là kế trường miên ơi trẻ. Nào phải đâu là kẻ dại ngu, giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mắt vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mây chớ này, cố làm để giúp nhân loài ơi con. Tình siêu thâm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khăn dứt đi, không ai bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cái. Như từ xa đưa lại di gieo, khác nào đang bị đá treo dứt đi lòng thế như phao hỏng người. Bạc về kim chớ lời khó chuột, chết mấy tay vẫn buộc dạo lầm. Làm cho bá tánh hiểu thông, như lời đã nói trong bông mới vừa, nơi đất khách sớm trưa chi tôi. Lòng chỉ lo một mối ấy thôi, đủ hình giá trá trong đời cốt, làm cho chung hiểu lời Phật tôn. Quê nhà khắp hương thôn đồng đạo, đừng quên đây đang thao nhiều môn. Uống chiều trên lỗ cạn khôn, thân này kể đã như chôn hết rồi. Sống mà chết ai người có thấu, thấu được cho quy báo chỉ hơn. Kìa xem mây giáng đầu non đây, cùng mỗi việc tộc cần thế ư, ráng cùng đây cho như một rạp, nửa chân đường chứ đạp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiên Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, sự muôn ưa phải nhịn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thế mấy cũng trì cho nên. Ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ này ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trùng dương, người trong quốc nổi còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức, sớm muốn gì cũng được như nguyện. Gấp ngày trời hợp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chung, tình ta luôn âm úng trong dân. Tuy thân kẻ sợ ngửi thần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kiếm châm.
không riêng thông cảm bằng tâm mà còn liên hệ đến thân xác phàm sinh già trẻ. Ráng làm việc phải giúp cho đây bớt cái ưu sầu, thân gầy gặp lắm lo âu càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào, xin vui nghĩ tình nhau một chút. Bớt cho đây những khúc đau buồn mỗi ngày giọt lệ môi tuôn vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến để nhổ sào rời bến phù tan, ngày nào còn cách đôi đàn niềm xưa không thể luận bàn hết câu, riêng ta thấy ưu sầu hiu hoành. Người quê nhà cũng chẳng buồn đau, chắp tay nguyện dãi trời cao duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần, ngày phút chia cách vì cơn suy bì. Ngày nhất quy là khí thành hưng, từ đây đến lúc chở chân cũng nên gắn đợi xin đừng lãng tâm, chữ đạo lý là mầm cứu khổ. Câu quyền cơ là chỗ giải quan, dù cho muôn vạn hùm lan cũng đi cho đến tốt đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trai chín rồi đây đó thơm tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lãng hiếu khô một ngày, núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn. Rừng dù to cứ đốn sẽ thưa, tội bao lầm cố gắng chừa cát, có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành sợ nay, đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cũng một khác đâu trái bầu, cũng với hột bầu không xa. Ôm chi đạo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lấp lừa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Chân tâm tở trời thu sáng tỏ, dòng niệm như mây bủa mịt mờ, mây kia tàn tàn càng thương. Trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy khá để lòng xét kỹ, ngó mắt vào tường lũy bình quang. Từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bịa chuyện người ơi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nàng cần lo tu gấp chớ màng sự chi. Quy Phật nhớ làm ý theo Phật, quy tăng cần doái bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn với lòng quy pháp giáo càng gắn đi. Trong giáo pháp luật nghi là cội, kẻ tu hành sớm tôi ráng gìn luật nghi càng giữ sạch. Tinh đạo màu càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tỉnh quê nội, được có người mở khối linh quan. Lòng đây xin chư phụ phàn ráng khai phá hết bức màn vô minh. Mỗi sự vốn tại mình tất cả, làm việc chi phải kha xét suy. Quấy rồi khi biết bỏ đi phải, chưa làm được cố trì cho nên, những tật xấu gắn quên cho được.
các việc lành không chút bỏ qua, lòng luôn mật niệm Di Đà nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người giả chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bay ơn trên cứu dân khỏi cảnh đạo điên khốn nạn, ở trong một nén nhang rẻ giá. Đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy, quý vườn bao Phật tiền đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức, của bất lương giai một trả mười. Nhỏ to cạn xét dân ơi liệu, cho hồn khói bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tai muôn triệu, nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lừa kỹ bớ chư duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lành nhiều câu bí yếu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay, nơi lòng được biết nên bày ra đây. Muốn ai cũng cùng xây đạo pháp, lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn vinh. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê, không màng đến kẻ phân che không lành. Ngày đạo bác ái quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần miễn, là giúp kẻ được thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không dày sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy việc còn lạ chi. Khuyên nam nữ khá suy tốt lè, chớ cho tu là kẻ dạy khờ. Nếu không biết mối quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá cuồng điên đạo ly, nói không ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn nói ra, vì muốn hương tôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu. Gần Ngài biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quầy đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cất chân rừng thấm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà đổi thay nhiều cuộc, đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn lướt lem, mở tâm thấy được hết thèm khát ư. Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quy bao ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua về đèn hiển minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì. Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trốc đi qua. Ngọn đèn liền tỏa sáng ra, như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đầu đánh ình ình gian dội, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong nhân liền thấy hạt bay, ngậm phong thơ đỏ nhã ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thì nhanh, lời giảng đơn căn dặn như vậy. Ba hồi trống mở khai, mọi người thấy giang tay. Tiếng trống kia khi dứt, nghe không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu này xin ai khéo nghiệm, màu làm sao và nhiễm làm sao. Càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, có tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chúng như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu.
đọc đi đọc lại từ câu chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, tự tan lần đêm diệt qua không. Cúng đèn rồi lái cúng bông nghiêm trang, khó tả sao cùng nghiêm trang. Ơi đầm đảo kiên gan bê chi, làm sao cho hiển thị qua đèn, sẽ là không ngớt lời khen thần tiên, của diệt thần tiên khó lường. Thần tiên cũng tự đường sanh chúng, mà đạo lai đơn chống siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tinh chơ, có để riêng lầm ngờ, tâm đang rối đang mờ không thấy. Thần tiên nằm trong mấy ráng môi, lắm tâm để trí mà coi thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không qua ráng bình, khi thấy ra nhờ tính dẻo dai. Lòng nguyện la lắm nở cần ai, việc chi dù lắm rượu này không ham. Khó thế mấy cũng cam chịu khó, miễn làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chân, không gấp tu thì hỏng quá đi. Mái trời như chớp rất nguy, đựng rằng việc chẳng gấp chỉ là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó, là việc thường hay có phải không, thì là cơ cuộc đại đồng. Ngày kia cũng thế chớ hồng say hoa, mắt đây thấy Phật Đà quá hiền. Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ, chừng ngày tai nạn phụ vì gió lai một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thân than sơ lọt, khí trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiện ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lạnh biên qua đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thầm, từ trong qua như dạng muôn người. Kẻ thì như đắm giữa dời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa nuôi lừa, có người như té hô thẳm sâu, có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lăn. Có người bị giặc búa văn tai, nghe đầy tiếng rên than não này, nghe không cũng hồn mê phách lạc. Nếu thấy càng thần thức tâm kinh, chính đây cũng bắt rùng mình phạm thế ấy dung bao tính sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bị từ ra tay, cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mỏng thêm hơn. Làm lành hơi cách tạm trần tuồng đời, càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu bởi người. Nên Phật mới cản lời giải dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tỉnh thức tu hành, bỏ điều không giữ theo lành sớm quyên. Hiện lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng vị người nào được ư. Vì lẽ ấy cần quy chánh lộ, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm di diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi.
đeo vào đừng phúc nào lơi, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành bước hồi, đâu là nơi nguồn tối đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi vọng cả mọi nơi. Tỉnh cho được khách tận đời hết, người mê muội mới thôi vận hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, giống từ bi dẫn gấm khắp cùng lấp lăng chiều uông tứ tung. Lòng trong sao trước vẫn trong một màu, Phật có dạy một câu bí nhiệm rằng: con ơi, trong biển có vàng, muốn tìm phải lấp phải sàng được vàng, phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xa lân thân vào. Thật vàng dấu lửa nào không sợ, có lóc lăng mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lầm. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho dương mang sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi mượn đời, để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiền, bên trong luôn một chuyện đạo màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đạo màu chung lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy xứ người lao lách thích ứng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dân chung đến hưởng phần siêu sanh. Chớ lấy vật bên mình điên qua, mà dối vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Vậy muôn năm cũng không tiêu mòn được, thật vàng mười sao trước chói chang. Quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đây một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đạo đức, sẽ cùng đây quy nhất ý nguyện. Dù sao chứ để lợi duyên, một ngày nồng mặn đạo nên một ngày. Tâm không bận trần ai nhất vật, duyên lành gây khắp đất không chừa. Lòng này ai hiểu được chưa, nếu chưa hiểu đang hiểu cho đến cùng cùng. Từ xưa đến ngay trong huyện kiếp, vì nặng biên giới khắp nhân sanh. Lao thân cõi tục muôn nghìn, để làm cho giống hữu tình mọc lên. Nay cũng thế đâu quên lẽ ấy, đi đó đây tìm cái duyên xưa. Nhờ trời ban bố móc mưa, cho đâu đó được lòng vừa như nhau. Dắt được một người vào cửa Phật, mừng còn hơn bao vật muôn xe. Lời lành thấy kẻ không nghe, đớn đau như thể búa đe đập vào. Đêm không ngủ vì câu suy lượng, ngày quên ăn bởi tưởng xa gần. Nắng tình dân phải mòn thân đau quản miệng dân đậm tình. Môi siêu nhiệm nơi kinh khó dạch, ở nơi lòng là mạch ráng tiền. Thấy lòng tất biết cổ kim, thấy tình dân quốc thấy miền kẻ xa. Ngày nào được thấy ra điều ấy, tất cùng đây như cháy với hiên. Ráng trao cho thâm lấy duyên quan âm, thay chỉ ngồi bên Di Đàn. Ngày Hy Lạc chính là ngày đắc phúc trùng lai, phúc vinh quang. Quê nhà lớn nhỏ cả toàn, để cùng nâng chén huy hoàng gần xa. Sự khổ sở tuy là lắm chịu, lòng không nao xứng điệu làm trò. Tổ thầy tất đã hiểu cho, chứ ngờ áo gấm mặt mò trong đêm. Có một chuyện khiến thêm tin chắc, vào một đêm nước mắt đang tuôn.
lòng sao chi tiết ưu buồn cách hiền không đúng còn hung an nhàn. Liền bên tai nghe vang tin nói rằng con ơi chớ vội trách phiền. Phật trời đâu có vị riêng hiền mà không đúng vị hiền mới đây. Không được sướng gì gây phước trước, phước hết rồi não nuột ba ban. Chớ rằng không được an nhàn còn hiền không đúng cách than lực trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự dữ lành lớn nhỏ thấy qua. Không riêng việc đã làm ra, trong lòng mới tin cũng là hiểu thông xưa nay phép. Chỉ công chẳng lệch, chớ nghi ngờ làm chích lòng trên. Thương người tâm mây đáng nên, những điều những quả đừng quên xét vào. Hiền khôn đúng chẳng nào núng dạ, không những là xong qua trước kia. Phước nay còn được nhiều bề càng cam chịu, được Phật quê càng gần. Nghe nói thế ta lần núi già, nói trong lòng rằng cả việc chi. Phú cho các đấng từ bi xét xem cho chúng mây si được nhờ ta lại tiếp. Nghe qua thêm nữa rằng con ơi chớ có nghi ngờ. Mẹ thương mình đứa con thơ thế nào thì Phật cũng là thế ni. Thương chung đến quên đi cõi thọ, xuống hồng trần chịu cổ giường bao. Thương đời đời chẳng xót đau, thường đem cay đắng chế vào Phật tiên. Ai nỡ trách kẻ điên ném đá. Thấy con mê lòng dạ càng thương, con ơi con trẻ não tường, thầy con chính ở bên giường con đây. Ta nghe đến đoạn này chưa rơi lụy, khói nhớ thương như lụy như thành. Chỉ nghe tiếng nói đâu đành phải, cho thấy mặt thì tình mới ưng. Đoạn này ta xin ngưng để đo, chờ kỳ sau sẽ có viết bài. Tiếp qua tiếng nói bên tai từ đêm cho chi những ngày thường nghe, cũng một hôm vào khuya vắng vẻ. Tai liền nghe nhỏ nhẹ lời thơ, thanh phi thường thanh, sĩ dĩ phàm sĩ. Lưu nhi bất di ngoại kỳ hữu ly, dĩ ý nan tương đại nguyện hà tỳ. Phật vô nhất ngôn giáo hà lập, dĩ diện kiến nan tri ấu nhi vô trị. Tâm dĩ độ tâm lão hà nhất ly, hòa thống phương phương hảo chân thử bi. Nhất nhược trì quý trụ kỳ bác dĩ. Kể rồi văn tắc dặn dò, khá đem mỗi chữ kết cho thanh dần. Tơ nhỏ sợi khéo đang dệt lại, nên gấm bông việc ấy đâu ngoa. Con ơi kể một lời ra, có nhiều cơ mật ráng mà xét suy. Một để một việc chi cũng dễ, một ra mười sự hệ lắm con. Khéo dùng phương tiện cho tròn nay, không nên được hết còn hội nào. Nói tới đây lời trao đã vắn, nằm gác tay lên trang nghị suy. Ý nguyện nếu chẳng như ý ta, còn đua lại làm chi cõi trần. Nghĩ đến đây tâm thần mỏi mệt, nhắm mắt đi đến lúc mơ màng. Duyên xưa đâu khéo đem đàn, người anh cách khoảng muôn năm lai hồi. Rằng em ơi chớ lời than chán, ý nguyện nên hay chẳng mặc tình. Trước sau một chí hy sinh, sống hay chết cái thân mình kể chi. Ở trần mai đến khi toại nguyện, chừng nào không còn chuyện khổ đau. Niết bàn kia mới nên vào, còn người sầu khổ còn lao trong trần. Em ơi đạo xa gần cố bùa,
hết lao đao đến thở thanh nhàn. Đang ngồi nơi chốn lâm sáng nghe em than chán dối vàng xuống đây. Anh thương em từ ngày xưa cùi đến những nay chịu đủ âu sầu. Lóc lanh còn thiếu chi đâu dấu chân dẫm khắp địa cầu. Hỡi em mà việc đã cần anh xem thấy rõ. Không muốn em chẳng bỏ nửa đường từ bi tâm ấy khôn lường. Mừng cho em được nối đường Như Lai. Em đã chẳng mến sai xác tục, đang kính thai tâm lực đủ đầy. Nhưng cần phải mượn xác này để làm xe chở nhân loại qua chuông. Kể từ đây lời buồn tiếng thầm, nên vì anh để ngậm trong lòng. Việc em anh đã cảm thông mỗi lời than, mỗi khiến lòng anh đau. Vừa rồi được lời trao nhỏ nhẹ, em biết cho là kẻ nào chăng. Ông già tóc bạc gia nhân bấy lâu thường ở bên màn của em, nghe lời ấy ta thêm ứa lệ. Màu nhiễm thay cho kẻ vô hình, từ lâu khăn chặt tâm tình không riêng cho tiếng cho hình thấy luôn. Một ý nghĩ sai đường Phật Pháp, cung ứng lời giải gấp không quên. Không nhờ ơn đức bề trên ta đâu dễ được hiểu nên thế này. Không riêng ta dù ai cũng thế, nếu nhất tâm dình lẽ tu hiền thì là sẽ được Phật tiên dạy cho các lẽ bí quyền. Chẳng công mà xin chịu khó trì công khuya sớm. Nếu không nên ta chẳng phải người nào, ta có dám nói chơi nói ra là dựa theo lời Phật tiên. Nay như việc qua liên ứng ngữ cũng nói ra để gửi cho nhau rõ điều màu nhiệm siêu cao. Hầu tu thêm nữa cho mau công thành. Qua còn nói muôn nghìn lẽ nhìn, xin kể thêm yếu điểm nga nghe. Vừa rồi những tiếng gớm ghê của muôn kẻ khổ dầm về khóc than, tiếng ngay dứt qua vàng liền đồng. Quanh mình ta như sông dỗ vào, tự nhiên cảm thấy nhức đau thình linh hồn phách biến vào nơi đâu. Trong lúc mấy mau lâu chẳng nhớ, khi tỉnh ra thân thể như dần. Còn thân như đã mất thân chính, ta xưa biết phép thần làm sao. Một bài kể từ đâu đưa lại, lời thanh tao giảng giải như vậy. Không khí khi đổi thay, nhân vật tợ như sai. Thất thần trong tức khắc, tỉnh lại có mấy ai. Sau khi nghe đến kể này, trong lòng ta cảm thấy đầy sợ lo. Ngày chung cuộc nếu mà thật thế, đến như loài trùng giấy cũng tiêu. Trong không như lượng sóng triều, mũi như sạm đất làm sao sống đời. Không nhờ Phật giáng hồi tánh mạng, lên như vôi chẳng còn chi. Có vậy mới gọi biến di Phật tiên, gì đó ra đi kêu gào răng bơ ai dù sao cũng răng. Qua hội này sống đặng muôn niên, nếu như thành Phật được tiên, lại càng thọ hưởng vô biên lạc nhàn. Như rồi đóa hoa vàng đã hiền, nhiều cánh màu nhiều chuyện xinh tươi. Vui hơn vui của loài người, ước mong khắp chung sống nơi cảnh này. Tu chinh chăng đến ngay đó được, có Phật ngài đưa rước tới nơi. Việc này đâu phải xa vời, xin nên tin chắc ở người quê hương. Đèn trên hoa còn đương thẳng ngọn, gió từ đâu ron ron thổi vào. Ngọn đèn liền phất phơ mau biến ra một cảnh trong giàu thêm xinh. Một đức Phật ngồi trên sen bầu, nhích miệng cười rồi bảo ơi con.
chua vì bởi nó còn non chín rồi sẽ ngọt không ai còn chua đâu. Nghiệp chưa sạch đành câu cổ báo, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Do anh thì sống cũng êm, điều này con khá nhớ đem vào lòng. Cánh này tên là không diệu hữu, lòng muốn chi có đủ ơi con. Ngã nhân tâm nó chẳng còn, thì là sẽ được sanh lên cánh này. Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, biết bao nhiêu trái chín thơm tho. Ăn vào cả tháng được no, không cần đại tiểu vẫn là tự tiêu. Y phục luôn tùy theo ý muốn, rồi tự nhiên hiện cuốn nơi thân. Gọi là như ý diệu thần cõi không, diệu hữu toàn dân như nguyền. Ngài chọn lọc tại miền hạ giới, kẻ hữu duyên sẽ tới cõi này. Là ngài không cánh mà bay, không cầm tỉa vẫn đủ đầy ấm no. Con ơi ráng truyền cho dân biết, tận diệt mà không diệt ơi con. Mất nhưng mà vẫn thương con ấy, ngài lập hỏi đầu non tại trần. Không riêng Phật hóa thân khắp chỗ, các thần tiên cũng đổ xuống phàm. Mình nay thì việc nấy làm tùy duyên cứu, các linh căn đem về. Nói xong Phật tay xòe năm ngón, chiếu sáng như năm ngọn đèn pha. Ngũ phương liền thấy hiện ra, vô biên thế giới thật là đẹp xinh. Mỗi thế giới dạng hình mỗi khác, có gì thì nhiều mắt nhiều tay. Cõi thì to lớn hình hài, cõi thì nhỏ thó như người thế gian. Có cõi đất bằng vàng chói rực, có cõi thì châu ngọc lót đầy. Cõi thì toàn thấy những cây không, nhà không cửa đêm ngày sáng trưng. Mỗi bước có hoa nâng đỡ gót, tay luôn nghe lời Phật giải khuyên. Muốn chi tức được có liền, dù rằng việc ấy ở miền khác xa. Chim biết nói gió hòa nên nhạc, nước tùy lòng ấm mát đổi thay. Cõi trần khó sánh vào đây, càng xem càng thấy mê say thêm nhiều. Phật liền cất tiếng kêu ở trẻ, ở thế gian ít kẻ thấy đây. Tưởng rằng chỉ có trần ai, chứ không còn có cõi nào khác đâu. Thế nên cứ bấu câu tục lụy, cạnh tranh nhau nhục sĩ chẳng màng. Rốt như bọt nước hồ gian, chỉ trong chốc lát rã tan chẳng còn. Ngày cảnh chân thật mắt con đã thấy, khi trở về nhắc lại cho người. Duyên con đã nặng với đời, lời con sẽ được lắm người nghe theo. Thằng có kẻ trả treo trong chòi, bởi kém duyên nên gọi cạn lời. Con ơi gặp lúc hạn trời, giống lên có một khô thời mười mươi. Được nghe ít bị cười nhiều lắm, không can trường kho râm giống biên. Cuối cùng với buổi đầu tiên, lầm người thương ghét đổi liền không ngưng. Con ơi mỗi bước chân đặt xuống, như bằng ít oi dốc luôn dậy đầy. Muốn nói gương phẩm Như Lai, chớ nào nung tiếng nhất xài thế gian. Người không hiểu thì càng thương xót, cố dạy cho đến lúc hiểu rằng. Kẻ sai giận nó sao đành, không mê ai cũng hiền lành như nhau. Con là một trong bao Phật tử, gương từ bi khá giữ cho mình. Gặp điều thử thách đến mình, phải luôn nêu rõ chân tình cao siêu. Núi cao mấy rừng nhiều thế mây, cũng chẳng làm trở ngại khoảng không. Khoảng không ấy dí cho lòng, núi rừng ấy dí trận hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê vẫn tình, cùng Phật đâu khác tinh ở con. Quyển thân tuy mất mà còn rách y phục, chứ đâu còn mòn thịt xương.
gán xét kỹ rồi trướng cung đầu, bắn cho tan giặc bão trong đời. Ngàn vàng dễ kiếm con ơi, một câu chánh giáo muôn đời khó nghe, hải quý trọng hơn là châu báu. Ngày đêm luôn trì báo chớ quên, riêng mình đau quá được nên ráng nhiều ba tánh cùng lên sen đài. Phật ngài nói đến đây liền định, phát nhiên trên tủ định chiếu ra. Tự nhiên không thấy Phật đà, chỉ còn thấy có đóa hoa với đèn. Trong lòng ta ngợi khen đau đề, các Phật đều tướng thể giống nhau. Đẹp hơn hết phải giặc nào, mặt mày vui vẻ lời trao dịu dàng. Vừa rồi dạy mỗi đàn hơn thiệt, chân lý thái siêu việt lắm thay. Mỗi câu mỗi chữ đều hay, càng nghe càng khiến mê say khó lần. Muôn kiếp khó quên ơn đại độ, đạo quyết thành đệ có đáp ơn. Ơi người trong cõi thế nhân nghe đây rồi thấy tâm thần nghĩ sao? Ha, không sớm bước vào cửa Phật để quy y giải cuộc trần ai. Muốn tu tu chớ hẹn ngày, kiếp đời không thể kéo dài được đâu. Trễ một kiếp khó âu gặp cuộc, trời tối mà gặp nước là may. Mộng trần còn có bao dây, có đeo cũng chẳng đeo hoài được đâu. Ta lặn lội vì câu dục thúc, mà chịu nắng mưa bởi cuộc tử sanh. Nói ra với cả chân tình, muốn ai cũng được kính tinh đạo màu. Ta xin viết những câu sau đây, khi nhớ nhau đọc lấy đỡ buồn. Đã ngót năm năm trường, ta xa cách quê hương, nhưng đôi với già trẻ vẫn giữ một lòng thương. Thương đến rơi nước mắt, thương đến nhói can trường, xác thân tuy lưỡng lộ, tâm hồn vẫn nhất phương. Quên ăn vì quá nhớ, mất ngủ bởi nhiều thương, thân trên giường ngoại quốc, mong về đến quê hương. Xưa nay vì tâm bình, hiện còn da bọc xương. Hỡi người trong quê nội, lòng ta có được tường. Cách nhau xin chớ cách, ráng đợi cuộc phùng tương. Dẫu gặp muôn thử thách, xin chặt giữ một đường. Dù ai có chê ghét, đây đó vẫn yêu thương. Chớ để danh cam dỗ, đừng cho lời gạt lường. Khó khăn dù cách mấy, tu vẫn cứ tu luôn. Ví dụ ngày mai mốt, mới được xuôi gió thuận đường. Gót chân người mong đợi sẽ trở lại quê hương. Từ đây cho đến đó nhớ nuôi chi quyết cương. Khổ sầu sẽ đền trả cho nhau chén quỳnh tương. Mỗi ngày được nhớ đọc luôn, mối tình đây đó càng vương thêm nhiều. Hai ngã được cùng theo một ý, việc lớn lao thế mấy cũng nên. Đau màu càng chói chang lên, không riêng một chỗ mà trên khắp cùng. Trong cửa Phật có trung lẫn hiếu, cũng có luôn cả điệu nghĩa nhân. Muốn cho đáp vẹn trọng ân, người trong cửa Phật giữ thân cho tròn. Thân ấy vẹn phận con phận tơ, vẹn cái tình quốc thổ quốc dân. Nếu là thật đạo chánh chân hòa quang, thì có yếm trần thì không, mượn cảnh tình cho lòng bình tĩnh. Chưa phải là chân chánh pháp môn, được luôn tự chủ tâm hồn. Dù trong chỗ loạn nhưng lòng vẫn yên, có thế mới dụng quyền độ thật. Trong bùng lầy mà chất vẫn thanh, quê nhà xin ráng nghiệm rằng nguồn chân nắm được tu hành mới nên. Nơi đất khách nào quên cố quần,
ở trần gian vẫn tưởng Phật đại, dù cho xa cách bao dài lòng mong trở gót không ai ngày nào quên. Tuy dây cánh mực đen thô đàm, nhưng lòng son đã chạm vào đây. Xem đây tất biết lòng này muôn xưa cho đến ngày nay một niềm, niềm ân ái từ kim chỉ cầu. Đã gieo sâu trong chỗ tu hành giữa ta cùng khắp nhân sanh chết phân muôn lượt, nhưng tình sống luôn người dẫu phụ ta không thể phụ. Ở nơi đâu cũng nhớ thương luôn, riêng thân khổ chẳng hề buồn thấy người bị khổ mắt tuôn lệ dài. Ước sao khắp ai ai cũng thấy, cùng với đây tương kế tâm linh. Loạn cho thế mấy cũng bình, ai nghe cũng mến, ai nhìn cũng ưa, mắt sầu này nếu chưa lấp được. Quyết lộ trong dân nước còn rơi, khóc không vì phận xa rời, mà là khóc cái cuộc đời loạn ly. Khóc vì cửa từ bi vắng vàng, khóc người tu không ráng lo tu. Không riêng lúc thức khóc đâu, đến trong giấc ngủ cũng châu rơi dầm, trước mặt Phật vẫn đem bày tỏ. Trong lòng son luôn cố nhớ lo, lời nào của Phật dạy cho tiện bề nói hết cho ra cho người đời. Chừng nào được khắp nơi hối ngộ, thì những lời khuyên dỗ mới ngưng. Còn người chân bước chân dừng ta, còn đem hết tinh thần réo kêu, xin vui vẻ nghe theo lời chanh. Để làm sống hoàn cảnh người tu, mới không luôn uổng công phu. Người đâu khinh bị mình đâu hổ lòng, người ta xin kể chuyện bóng thêm nữa. Để cùng nghe hầu sữa lấy tâm, qua đèn còn đứng như gâm, ta còn đang đứng ngó chầm vào hoa. Trong lòng ước Phật đã giải kỹ, đâu chân và đâu nguy đành rành. Ngõ hậu nhắc lại nhân sanh vừa, theo nơi đó để hành cho y, vừa nghĩ thế tức thì qua đồng. Cánh thứ nhị gần đúng của hoa, bắn lên một ánh sáng lòa chót trên ánh sáng. Phật Đà ngồi nghiêm, tướng đẹp chúng cổ kim kho xanh. Gương lành trong ba tấm đâu so, mùi hương bay đất thơm tho, gió đưa thay mát hơn là gió thu. Phật liền nói lên câu di diệu, rằng con ơi nên hiểu như vậy. Thật ấy là chân, giả ấy là ngụy, chân không dối lừa ngụy hay gian trá. Chân không ngã nhân ngụy thì nhân ngã, không chấp là thật còn chấp là giả. Tâm chân chân hết tâm ngụy ngụy cả, ngụy vốn tại mình chân không do kè. Không sáu trần thật có sáu trần giả, chân có không không, ngụy không có, có nói làm một, thật làm nói hai giả. Chân ngoài như trong ngụy trong khác cả, thương cấp là thật yếu riêng là giả. Chân thi không ngừng ngụy không phóng xạ, sao trước một thật đuôi đầu hai giả. Không dương chân hết có đeo ngụy cả, không sắc là thật còn tướng là giả. Chân thì chân thành ngụy thì ngụy quá, con cứ lấy đây ngụy chân hỏi giả. Phật ngài vừa nói tới đây hào quang liền mất mặt mày hết trong. Ta đứng mãi như trồng chẳng đồng, bởi kể màu đang ấn trong tâm. Càng suy càng để ý tầm, càng hay càng thấy cao thâm vô cùng. Vì sai kể mắt ngưng không nhai, nó Phật khi hết thấy mới thôi. Hào quang cao giỏi ngất trời khéo thay, Đức Phật lại ngồi bên trên. Việc chân ngụy hữu nên giải
mãi kỳ, mỗi lời gồm đủ lý cạn sâu. Hiểu ra cho tận đuôi đầu mới hay lời Phật nhiễm màu vô biên, xin chờ lấy ý riêng xét nghiệm. Đem tấm lòng cao viễn suy ra, việc chân hay ngụy cũng là từ trong tim não sanh ra mỗi điều. Lấy khuôn mực ở nhiều kinh điển để làm nơi văn kiên ít lầm. Hành sai vì bể mới tâm, mà tâm mê hết được việc làm không sai. Nhớ cho kỹ bới ai người thề, hãy tỉnh ra chớ để mê luôn. Khổ đời còn diễn lắm tuồng chấm qua, một khúc rối còn nhiều mê. Nghe theo lời Phật ta nghe từ trước cho đến nay lần lượt kể ra, không điên lời của Phật Đà mà nhiều vị khác cũng là nói luôn. Còn một vị chờ cơn thuận tiền, ta sẽ đem phổ biến ra nghe. Nói ra ai cũng không dè phong thần, ấy chuyện đã nghe lâu rồi. Ta nói hết không lời nào tiếc, nói cho người được biết để tu. Tu cho khỏi kiếp lao tù, tu coi đại hội trên bầu thế gian. Con đắc đạo cứu an cha mẹ, cha mẹ thành diều tré qua tuôn. Chồng nên vợ được nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Nên hợp sức bắt sâu nhổ cỏ, một hộp gieo được trổ nhiều bông. Khuyên nên đồng vợ đồng chồng, cha con nhất trí giống dòng nhất tâm. Dịp mai cả muôn năm mới gặp, chớ bỏ qua hãy gấp ôm vào. Để xem kẻ cởi qua lâu, đi qua biển cả thế nào mới vui. Trời đất lúc tối thui tất cả, ngọn đèn thần sẽ cho khắp nơi. Hiền lành sẽ được đèn soi giữ, hung đành chịu như người quán manh. Lúc khác chẳng ai dành cho nước, khi đói không ai giúp cho cơm. Khổ thân còn khổ, linh hồn khổ, trong muôn kiếp đem dồn một khi. Ngày ấy sẽ lần đi tới chỗ, lá khô thì sẽ đổ chẳng không. Liệu mình cho được sạch trong ngày khai đại hội, ấn rồng được phê. Tỉnh thức sớm chớ mê ngủ nữa, hội này không còn thở nào hơn. Chừng tai nghe được tiếng đờn, mây sầu tan cả mưa buồn tận sông. Những lời nói trong bông sen đây, không dễ nghe chớ lấy làm thường. Toàn lời của Phật mười phương nói ra, vì bởi lòng thương thế trần. Liền sau khi Phật thân ẩn vàng, trong hoa liền trôi bản thanh tao. Một bài thơ diệu làm sao, thơ rằng ở trẻ tại trào hạ quân, mặc cho cuộc mưa đơn gió kép, vẫn một lòng sắt thép trơ trơ, răng đưa người đến bến bờ sống. Dù muôn lượng chân ngơ mái chèo, xưa Phật đã qua đèo lội suối, chẳng quản chi gối mỏi chân đau. Lòng tu trước cũng như sau, mến tu hơn mến sắc màu thế gian. Gặp thử thách trơ gan chịu đựng, suốt khoảng tu không xương một ngày. Nhưng lòng vẫn được dẻo dai, chỉ tu càng thấy mỗi ngày thêm tăng. Nếu không chịu khó khăn như thế, quả Như Lai đâu dễ đắc thành. Lợi danh chẳng mến lợi danh, ai tình mà chẳng ai tình buộc dương. Thật là một tấm gương vĩ đại, đang chúng sanh sùng bái muôn đời. Con ơi gương ấy khá nói, khỏi cần phải nói thêm lời chi hơn. Vừa đến đây nhạc ngưng lời dứt, hoa và đèn cũng mất theo luôn. Lòng ta vui trộn lẫn buồn vui, ra nước mắt buồn tuôn lệ dài.
Cảm ơn Đức Như Lai vô lượng, khéo tùy cơ biến hiện đủ môn. Xin thề dù xác muôn chung, vẫn không quên được tâm ân Phật Ngài. Không thành đạo lầm đây há toại, chẳng tính đời sao phải người tu. Đuốc xoay gấp mấy trăng thu, lời khuyên hơn lá rừng sâu mới vừa. Xin đồng đạo chớ ngơ ngẩn già, ráng đọc lời biển ta nơi đây. Lòng thương nhau cho nên quay, đường tu cứ bước đừng ngại nào thôi. Nơi hải ngoại xa xôi cách trở, mượn bút nghiêng này có thăm nhau. Chúc cho trí huệ được mau thanh bình, sớm hưởng đạo màu sớm nên. Tên người thanh sĩ chớ quên. Nam mô Sám Văn, hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn, hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn, hội thượng Phật Bồ Tát. Quản chi liệt đường xa gối mỏi, không khổ thân ai gọi Như Lai. Khổ lao chịu đựng một ngày, sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm. Nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ, lo tu hành dài khổ trần ai. Ôm lòng sớm tối lạc chạy, vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gán lừa chữ trượt thanh cạn kỳ, mới không mang hương vị trần ai. Người tu đâu phải ngu ngay, mà không biết việc lâu đài cao sang. Biết mọi việc thế gian không sót, nhưng cho rằng tạm vật không ham. Biết ngoài ra cõi tục phàm, còn nhiều cõi khác đang làm say mê. Cho nên lòng không hề liên ái, chỉ tìm qua thế giới bất biên.